Bộ Tài chính đề xuất tiếp tục giảm mức thu khoảng 36 khoản phí lệ phí như năm 2023, thời gian áp dụng từ ngày 1 tháng 7 đến hết năm 2024, với mức giảm từ 10 đến 50%. Trong đó, một số khoản phí lệ phí được giảm đến 50% như lệ phí cấp giấy phép thành lập và hoạt động của ngân hàng có mức thu bằng 50% mức thu lệ phí, phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng, phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa, phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch cũng được đề xuất giảm 50%. Một số khoản đề xuất giảm từ 10 đến 30% là phí khai thác và sử dụng dữ liệu về môi trường, phí nhượng quyền khai thác cảng hàng không, sân bay, phí khai thác sử dụng nguồn nước do cơ quan trung ương thực hiện. Như vậy, từ năm 2020 đến nay, Bộ Tài chính liên tục đề xuất giảm các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp vượt qua khó khăn.